tình thôi, nó cũng vô tình té, vô tình rụng thôi con. Rồi gì nữa? Nóng tính, gia trưởng. Người đàn ông vậy chắc tơi tả quá. Gì đâu hói rồi. Nóng tính rồi, đủ thứ cho. Chú nghĩ không có người nào gom nguyên tụ vậy đâu. À, không biết chăm lo cho gia đình. Là một người quá hướng ngoại cũng không tốt. À, từ từ con chú. Còn nữa hả? Dạ, không thích sao muối. Ờ, sao ngộ ta giống cua á. Thích vừa ôm thôi chú. Nói chung đừng có muối nào luôn, nó cứ bình thường. Giống như Linh vậy đó, cứ bình thường. À đúng rồi, như mà. Không. Chú cũng có tập gym á con. Dạ, chắc tập được một ngày rồi nghỉ. Là em gái đưa ra những cái điều không thích á, em có vướng vô điều nào không? Dạ không. Thế có đó. À không. Thôi không có tóc. Thôi thôi. Phải hả? Không đâu, hỏi đâu. Ít tóc, ít tóc. Tức là có cái hình mẫu lý tưởng nào ngoài đời mà có thiệt không? Ví dụ như là Barack Obama vậy á, cô Hồng Loan. Cao to và họ là một người vừa là người của công việc vừa là người của gia đình luôn. Không đen cũng được mà đen cũng được. Bên kia thích mẫu hình Obama. Em thích mẫu hình như ai? Nhân lẽ vợ của Obama, kỳ. Vợ Obama. Có duyên ghê không? Hai đứa này nó biết lựa ghê á. Hai đứa tự cảm nhận chứ chú thấy cũng chưa giống gì hết. Để hỏi người thân đã. Hôm nay con đi với ai? Dạ, con đi với gia đình, với má, với cậu, anh và bạn bè của con. Xin chào MC Hồng Vân, MC Quỳnh Linh. Chào là chàng trai bên này. Mình là cậu của Tú Uyên. Cậu nghĩ là chàng trai bên này cũng được, có nhiều cái cũng phù hợp với con. Với lại hỏi chàng trai bên này tí nữa là con kỹ sư điện là học ở trường nào vậy? Dạ, đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cùng ngành với cậu. Dạ, dạ. Cũng rất là cậu là hồi xưa là bách khoa lâu lắm rồi. Thôi hai đứa thì đến đây là cũng nên cho một cơ hội để mà mình tìm hiểu xa hơn. Trời ơi, anh đi với ai? Dạ, em đi với bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là bạn của Trương. Nhận xét về Trương thì cũng tính tình rất là vui vẻ ạ. Bạn gái thì cũng nói chuyện thấy cũng hợp với bạn Trương ạ. Nhưng mà tại sao 13 người mà không vô người nào vậy? Bạn nhát lắm. Trời ơi, nó nhát. Ủa, quá. Ủa vậy đó hả? Thôi được, hai đứa này nó quen nhau vui lắm nè. Cảm ơn em trai, giờ mở rào đi. Ừ. Mở rào. Mời em trai. Xin chào anh Linh ạ. Chào, xin chào chị Vân ạ. Em chào bạn gái bên kia và chào mọi người ở trên trường quay. Em tên là Mai Hữu Trương. Em hiện tại đang làm kỹ sư điện ở khu công nghiệp Avatar. Hiện tại em đang sinh sống ở Biên Hòa. Dạ, năm nay em 28 tuổi. Còn em? Dạ, con chào chú Quyền Linh. Chào cô Hồng Vân, chào toàn thể khán giả và chào bạn bên cạnh. Con tên là Phan Thị Tú Uyên, hiện tại là năm nay 26 tuổi, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đang làm marketing và sale tại Bảo Lộc ạ. Mảng gì? Dạ, bất động sản. Rồi, đàn trai hãy nói một chút xíu ưu điểm và khuyết điểm cho đàn gái biết đi. Thì ưu điểm của mình là hiền lành, sống rất là tốt với bạn bè. Mình hay nói chuyện, mình chia sẻ, làm cho bạn mình vui. Dạ. Em đây là em thích cái hoạt động bên ngoài như du lịch, hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó, hoặc là có hoạt hình Doraemon được. Trời ơi, tâm hồn trẻ thơ quá hả? Dạ đúng rồi. Có điểm yếu gì không? Dạ có, ít nói. Dạ, cũng sống nội tâm, hơi nhát. Mấy năm về trước thôi thì năm nay cũng đỡ nhát rồi. Giờ ngồi đây là cũng bớt nhát rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn mình nè, nói về cái là điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của con thì con là một người hoạt bát, gọi là một người sống hướng ngoại, thích đi đây đi đó và có thể độc lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Điểm yếu thì nhiều một chút, hơi nóng tính. Nấu ăn thì không có giỏi cái khoản nấu ăn lắm. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Dạ, đi cùng bạn bè hoặc là tự đi. Ngoài ra thì con còn nuôi chó, chụp ảnh nữa. Nuôi chó nhiều không? Dạ, con có một bạn. Tên gì? Dạ, tên Dương. Ủa, tên con người luôn hả trời? Dạ. Dương đó nó có liên quan gì tới cái cuộc đời sự nghiệp của con không? Dạ, Dương là trong tiếng Trung là nó là mặt trời. Thì không, đừng nói là tên người yêu cũ nha. Ghét quá, hận quá, đặt tên chó luôn. Rồi thôi, sẵn mình nói về tình yêu nè, mấy mối tình rồi nè, khai luôn tên người yêu là gì luôn nha. Dạ, con tổng cộng thì có khoảng 3 mối tình chính thức. Một mối tình là từ thời năm nhất đại học. Nói chung là 3 mối tình của con là đều gặp ở đi từ thiện hết. Ừ. Tất cả là đều đi từ thiện. Bắt đầu tên gì? Dạ, nói thôi, quá khứ rồi cô Hồng Vân. Lý do tụi con chia tay là gì? Lý do hả? Ví dụ như là yêu xa chẳng hạn. Rồi bây giờ sao đây? Cái này cũng xa xôi à nha. Đi dễ mà, cao tốc đi cái ào tới rồi. Mình có mấy mối tình rồi?
Thiệt ra thì mình đếm trên đầu ngón tay chắc cũng không hết. Đúng rồi, hồi nhỏ thôi. Bây giờ từ cấp cấp 3 chính thức có một mối tình lớp 12. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm, nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc cũng phải chừng mấy mối á. Dữ vậy trời. Tại chắc hiền nhát nên người ta thích. Mấy mối luôn à? Mười mấy mối. Mười mấy mối tình gian dở lận á hả? Trời ơi, 19 lần gian dở, chào cưng. Đâu đâu đến 19 thì... Mấy chục cái linh đinh hay câu nói của ông bà mình. Nhưng mà thực sự là mười mấy. Dạ, thật sự là 13. Ủa, số này đẹp à. Lý do chia tay vậy? Tuổi trẻ hồi xưa là chưa trải sự đời á, chưa. Phe ta bỏ hay là phe địch bỏ? Có mấy lần mà mình bỏ, hầu như là người ta bỏ. Bỏ dạ, riêng rồi rụng tóc. Bỏ về em mới lên tay em tìm mất hai. Đâu hồi xưa em cũng nhiều tóc lắm chứ. Nhưng mà mình hận hận hấp tóc quá. Hôm đó mình buồn quá, mình đi cạo. Ông nó cạo cạo xong rồi chị. Đúng rồi, từ đó là em không mọc tóc nữa. À dạ. Ôi tội nghiệp không? Dạ. Cũng như tình yêu mà tóc nó vậy đó. Không, thực ra bạn này nếu bạn để thì tóc vẫn nhiều mà. Rồi nói nghe nè, bây giờ cái cô gái này có ở Túc Lâm Đồng thì em có ngại yêu xa không vậy? Nếu mà yêu xa mà nói chuyện lại bình thường thì cũng không sao đâu chị. Em phóng lên vực Lâm Đồng thì cũng gần, tầm 2 tiếng. Tùy theo chạy thôi, 2 tiếng chắc công an phạt hơi nhiều. Dạ, đúng rồi. Bây giờ nè, em mong muốn cái người bạn bên đây á, là phải như thế nào? Thật ra thì con người em cũng thoải mái. Bạn gái mình chỉ cần hiền, lâu lâu mà có cá tính thì một xíu nữa, biết uống bia, biết nhậu nhẹt một xíu cũng được. Có hình xăm cũng được. Tôn trọng cái gia đình mình. Rồi nhậu nhẹt chút cũng ok. Nhậu càng được càng tốt. Nhiều khi lấy về thì hai chồng cứ mua một thùng bia ở để ở tủ lạnh á, thì mình buồn hai chồng ra ngồi. Giống như bạn em cũng vậy á. Không, cái đó là cái thú vui của rất nhiều cặp vợ chồng nha. Hai chồng nhậu với nhau thôi, không có nhậu với ai trơn á. Vậy hai chồng chơi nhau suốt luôn đi, đừng chơi ai nữa. Em có sợ con gái ghen không? Ghen thì em không sợ, chỉ sợ nhắc lại người cũ thôi. Rồi em có nhắc không? Không, em không bao giờ để ý đến người cũ. Bây giờ em đâu còn nhớ người nào để em nhắc đâu. Nhiều quá mà đâu có nhớ nổi mà nhắc. Em nhớ cũng không muốn nhắc. Dạ chào chú. Chào cô gái. Dạ. Con nãy vừa nghe chàng trai nói chuyện thì con cảm nhận như thế nào? Con cũng không biết nói sao luôn á. Anh vui tính á. Vui có duyên. Dạ. Lắm á. Vui tính. Có duyên lắm luôn á. Anh sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước có té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang cái mình lắc lộn cầu dao á. Giật một cái, té xuống gùm, giật một cái, té xuống gùm cái. Đó, nó vậy đó. Cũng có té một lần nữa. Con không thích điều gì đàn ông nhất? Nếu mà về ngoại hình thì con không thích một người hôi. Tại chẳng qua cái tâm sinh lý nó hôi sẵn rồi sao? Hôi. Cái vụ này chú không biết nha. Nó vô tình thôi, nó cũng vô tình té, vô tình rụng thôi con. Rồi gì nữa? Nóng tính, gia trưởng. Người đàn ông vậy chắc tơi tả quá. Gì đâu hói rồi, nóng tính rồi, đủ thứ cho. Chú nghĩ không có người nào gom nguyên tụ vậy đâu. À, không biết chăm lo cho gia đình, là một người quá hướng ngoại cũng không tốt. À, từ từ con chú. Còn nữa hả? Dạ, không thích sao muối. Ờ, sao ngộ ta, giống cô á. Thích vừa ôm thôi chú. Nói chung đừng có muối nào luôn, nó cứ bình thường. Giống như Linh vậy đó, cứ bình thường. À đúng rồi, như mà. Không. Chú cũng có tập gym á con. Dạ, chắc tập được một ngày rồi nghỉ. Là em gái đưa ra những cái điều không thích á, em có vướng vô điều nào không? Dạ không. Thì có đó. À không. Hồi không có tóc. Hồi hồi. Phải hả? Không đâu, hồi đâu. Ít tóc. Ít tóc. Tức là có cái hình mẫu lý tưởng nào ngoài đời mà có thiệt không? Ví dụ như là Barack Obama vậy á, cô Hồng Vân. Cao to và họ là một người vừa là người của công việc vừa là người của gia đình luôn. Không đen cũng được mà đen cũng được. Bên kia thích mẫu hình Obama. Em thích mẫu hình như ai? Nhân lẽ vợ của Obama. Kỳ. Vợ Obama. Có duyên ghê không? Hai đứa này nó biết lựa ghê á. Hai đứa tự cảm nhận chứ chú thấy cũng chưa giống gì hết. Để hỏi người thân đã. Hôm nay con đi với ai? Dạ, con đi với gia đình, với má, với cậu, anh và bạn bè của con. Xin chào MC Hồng Vân, MC Quyền Linh. Chào và trai trai bên này. Mình là cậu của Tú Uyên. Cậu nghĩ là trai trai bên này cũng được, có nhiều cái cũng phù hợp với con. Với lại hỏi chàng trai bên này tí nữa là con kỹ sư điện là học ở trường nào vậy? Dạ, đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cùng ngành với cậu. Dạ, dạ. Cũng rất là cậu là hồi xưa là bách khoa lâu lắm rồi. Thôi hai đứa thì đến đây là cũng nên cho một cơ hội để mà mình tìm hiểu xa hơn. Trời ơi, đi với ai?
Dạ em đi với bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là bạn của Trương. Nhận xét về Trương thì cũng tính tình rất là vui vẻ ạ. Bạn gái thì cũng nói chuyện thấy cũng hợp với bạn Trương ạ. Nhưng mà tại sao 13 người mà không vô người nào vậy? Bạn nhát lắm. Trời ơi, nó nhát. Ồ, quá vậy đó hả? Thôi được, hai đứa này nó quen nhau vui lắm nè. Cảm ơn em trai, giờ mở rào đi. Ừ. Mở rào. Đó. Hai đứa tâm sự đi. Coi hai vợ chồng Obama không biết xem chương trình này không? À, mình chào bạn. Chào bạn, mình có món quà của bạn. Trong này có một lá thư á. À, ở đây thì em có mang tới một món quà bao gồm một bức thư và một cái tấm thiệp đi đến Bảo Lộc. Bạn cứ đến Bảo Lộc đi rồi mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa bạn đi khắp nơi. Đọc đi, đọc thư đi con. Wow, chào cậu. Người bạn ngồi kế bên, tớ là Uyên, một cô gái khá bướng bỉnh, bánh bèo, màu mè, hoa lá, nhưng cũng là một cô gái khá bản lĩnh, tự cường. Tớ đã trải qua nhiều lần yêu và được yêu, vì vậy tớ hiểu thế nào là sự trân trọng. Tớ chỉ một câu gửi đến bạn, nếu bận quá thì bạn đừng, thì đừng, bạn đừng yêu. Thôi được rồi. Dạ. Đoạn cuối coi. Dạ, đoạn cuối. Đừng quan tâm, đừng quan niệm cái gì là của mình sẽ lại là của mình. Nó chỉ đứng ở một nửa thôi. Người ta yêu mình thì người ta sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng mà nếu như không trân trọng, không sẽ chia, không quan tâm thì cậu à, có yêu cậu đến đâu người ta cũng đưa đi thôi. Mong sẽ có những ngày hạnh phúc bên cậu. Dạ hết rồi. Rồi. Nói tóm lại là cái thư này em bé này nó nói gì à? À, nói em... tóm lại là bạn ấy nếu bận quá thì đừng yêu. Và yêu một cách phải có trân trọng bạn ấy. À chào bạn. Tại vì qua bức thư này mình thấy là mình thì không có bận biểu gì nhiều. Công việc của mình thì có thể là mình đi 3K, 3 kiếp trực. Thì nhưng mà thời gian thấy 3 kiếp trực đó rất là nhiều thời gian dành cho bạn. Mình nghĩ nhiều. Mình đi làm lễ Tết mình trực là nhiều lắm. Nhưng mà bất cứ thời gian nào trừ lễ Tết thì mình vẫn ở bên bạn được. Mình không ngại xa. Mình chỉ ngại mình không có lý do mình xuống dưới thôi. Luôn luôn nếu mà bạn cần mình luôn luôn ở kế bên bạn. Bất chấp là có mưa hay là sao. Nhưng mà chắc bão lũ ở trên Lâm Đồng mình kẹt xe mình không xuống được. Ok. Trừ những ngày Tết và ngày lễ mình đã nói với bạn. Hồi nãy mình có nghe nói là bạn có tới 13 mối tình. Chắc cũng chấp nhanh chấp đi đúng không? 13 mối tình đó là tuổi trẻ chưa xảy từ đời các bạn. Tính là mình có 13 nhưng mà thật ra có 3 mối tình chính xác. Bây giờ mình lớn hơn nhỏ này 2 tuổi, mắc gì mình phải xưng bạn với mình. Dạ. Anh em được khẳng định. Dạ. Phải anh coi nè. Giống Obama được phần nào? Giống hết quá. Chắc giống Obama được 10%. 10%. Đúng rồi, mình không có đen như ổng được. Thì mình là một người rất là thích du lịch. Người ta lớn hơn mình phải lịch sự, mình gọi là anh. Dạ. Ừ, anh em. Em rất là thích đi du lịch cho nên là có thời gian rảnh là em sẽ sắp xếp thời gian để chọn một địa điểm để đi du lịch. Thì anh nghĩ anh có thích đi du lịch như vậy không? Vâng, mình thích du lịch. Anh thích du lịch. Thích lắm luôn chứ. Nhưng mà không có kỳ định tiền thôi. Tiền nhiều khi cũng quan trọng lắm. Đúng rồi, tất nhiên là tiền sẽ quan trọng. Một năm anh có thể đi du lịch đến 6 lần. Em tới em nắm tay cô gái. Cảm xúc nãy giờ mình gặp bạn ấy thế nào? Với lại có lấn cấn cái vụ con chó tên Dương không thì hỏi luôn nghe. Ừ, em tưởng chó tên Trương hết hồn á. Dương đó. Trời ơi, nắm tay hả? Thì giống mắt tay quá. Lạnh quá. Công việc của anh thì không có bận rộn lắm. Thì anh vẫn đi xuống thăm em bình thường. Hy vọng là em giao cho anh một câu hỏi để tìm hiểu. Dạ, sẽ cười. Dạ, em hơi ngại một chút nên em cười. Móng tay làm đẹp chứ nhỉ? Con gái có quyền làm đẹp mà. Không đẹp mà, nó nói gì đó. Hai đứa này nó nói mà như không nói á Linh ơi. Có mình ơn tụi nó nghe thôi, không ai nghe được luôn á trời. Thì anh có một cái bài, nhưng mà anh sẽ hát một đoạn cho em nghe. Tại vì anh kết em rồi, nhưng mà em kết em không. Em cứ nhận lời là anh cưới em về làm dâu của má em liền. Mình cưới nhau luôn. Hay là em thích bây giờ? Đáp lại đi mà nữ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay anh cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Thôi ạ. À. Vẫn không nghe tụi con hát cái gì luôn á. Hai đứa này quen nhau dễ thương lắm á. Một nè, hai nè, ba.
Hết thời gian. Có bấm không? Trời ơi, bà làm nhỏ rớt tim luôn vậy đó à. Chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau đó, nắm tay nhau đi. À, nắm vậy thôi. 13 mối tình vẫn yếu lắm. 13 mối tình yếu lắm rồi. Xin phép cho con được hôn má. Dạ, hôm nay con xin phép ạ. Hôn thiệt hả? Có thể hôn dạ cũng được. Dạ rồi. 13 người mà sao cô thấy con không có một cái thế nào hết trơn là sao vậy? Làm lại cho nó đẹp đẽ coi nè. À, ít ra phải cổ điển chút xíu vậy chứ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kèm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Giữ lấy về đọc kỹ lá thư nha. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu, tổng giá trị 7.000.000 đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Dạ, chúc hai đứa sẽ sớm tìm được tiếng nói chung nha. Dạ. Tôi đi Bảo Lộc giới thiệu tôi mua đất nha. Dạ, lát mình gặp nhau nha chú.